Xem tử vi về ngày mới. Mến chào quý thính giả đang theo dõi video trên kênh Kiến thức tử vi của chúng tôi. Nơi đây là nơi lan tỏa giá trị sống tích cực nhất. Quý vị và các bạn thân mến, theo tử vi dự đoán thì 96% là đúng 12 giờ 11 phút ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì top 3 con giáp được thượng đế trao quà hỷ tín, hỷ sự, hỷ tài, hỷ lộc. Đây là những con giáp may mắn, giàu nứt đố nổ vách khi bước qua ngày mùng 2 tháng 12 này. Và để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn nhất trong ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Với một vận trình trong ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì ba con giáp sau đây là ba con giáp rất thuận lợi trên con đường tài lộc. Nhờ có tam hợp cục nâng đỡ, chính vì vậy mà họ làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, tài lộc thì chảy về như nước lũ. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Tỵ. Đối với con giáp người tuổi Tỵ thì được xếp hạng thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm được nhiều tiền nhất trong ngày mùng 2 tháng 12 này. Và theo tử vi dự đoán, 96% là đúng 12 giờ 11 phút ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì vận trình công việc của Tỵ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Với con giáp này luôn luôn được cấp trên tạo điều kiện để Tỵ thể hiện bản năng của mình và mở ra rất nhiều cơ hội phát triển ở trong tương lai. Bạn chỉ cần dành hết tâm trí để hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ sớm đạt được những thành tựu như bạn đang kỳ vọng. Với tài vận thì có một vận trình tài lộc hanh thông. Con giáp này không cần phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc khi mà có nhiều nguồn thu tự động về túi bạn. Với bản mệnh đã có được nhiều lời mời cộng tác với khả năng thu về lợi nhuận cao. Ngoài ra thì những dự án mà bạn đã đầu tư cũng bắt đầu có tín hiệu khởi sắc. Còn chuyện tình cảm thì vận trình tình duyên bền chặt, cục diện ngũ hành tương sinh hỏa, hỏa sinh thổ, giúp cho những cặp đôi có sự gắn kết với nhau. Hai bạn luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bên đều cảm thấy bình yên và tin tưởng tuyệt đối. Chính vì vậy mà khi bước qua ngày mùng 2 tháng 12 này thì người tuổi Tỵ phải nhanh tay chớp lấy thời cơ này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi thì được xếp hạng thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 2 tháng 12 này. Theo tử vi dự đoán thì 96% là bước vào lúc 12 giờ 11 phút ngày mùng 2 tháng 12 thì là ngày Ngọ Mùi hợp. Bởi vì là nhật nguyệt, nó mang lại cho con giáp người tuổi Mùi có được những trạng thái tốt lành khi mà có nhiều người, bao gồm cả bạn bè, người thân hỗ trợ Mùi. Thực ra, những khó khăn vẫn còn đó nhưng có lời động viên của mọi người giúp cho bạn có một tư tưởng lạc quan hơn, thậm chí có thể nghĩ ra được những giải pháp xử lý phù hợp cho chính mình. Bởi vì thương quan nó cũng cho thấy thật khó để bạn cân bằng giữa sự ích kỷ và sự cá nhân, luôn mong muốn chia sẻ hỗ trợ. Thế thì ngày hôm nay hãy tìm kiếm những kinh nghiệm, tìm kiếm những lời khuyên từ những người đi trước để biết được bản thân nên phải làm gì cho phù hợp. Bởi vì ngày ngũ hành tương sinh nó cũng cho thấy có thể có người chỉ ra cho bạn với một con đường đi nước bước để sớm thoát khỏi những rắc rối liên quan đến tài chính. Dù có cơ hội không quá cao nhưng cũng rất đáng kể để bạn thử thách. Và khi bước qua ngày mùng 2, đó là một trong những ngày hoàng kim của bạn. Chính vì vậy bạn nhanh tay chớp lấy thời cơ này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch là con giáp người tuổi Thân. Đối với con giáp người tuổi Thân thì được xếp hạng thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày mùng 2 tháng 12 này. Và theo tử vi dự đoán thì đúng 12 giờ 11 phút ngày mùng 2 tháng 12 năm 2022 về dương lịch của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân là người có những thành tích rất xuất sắc,
tiền thưởng trong ngày rất hậu hĩnh. Còn đường tình duyên thì các mối quan hệ với nửa kia tương đối là ổn định. Nếu như bạn có dự định kết hôn thì có thể cân nhắc. Trong công việc thì luôn có mục tiêu mà bạn tương đối rõ ràng và bạn biết mình muốn theo đuổi gì, biết cách tích lũy tài nguyên và liên hệ trong cuộc sống, đồng thời cũng không ngừng mở rộng thế giới của chính mình. Còn con đường tài lộc thì với vận tài chính hôm nay, nó thể hiện qua công việc mang lại những đơn hàng làm ăn tương đối lớn cho công ty. Từ đó, bạn đã rút ra không ít những kinh nghiệm được lãnh đạo khen ngợi, còn có thể nhận được những tiền thưởng cực kỳ hậu hĩnh. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Số những con giáp sau đây là những con giáp có số đỏ hơn son, 4 tuổi giàu nứt đố đổ vách, và chỉ chờ đến tháng 12 dương lịch này thì tài lộc sẽ tìm đến cửa nhà những con giáp sau đây. Với những con giáp này được dự đoán sẽ gặp những điểm lành trong tháng 12, đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh, chắc chắn họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng, thu về những nguồn lợi cực khủng. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất là con giáp người tuổi Dần. Với những người tuổi Dần là người bẩm sinh đã mạnh mẽ can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu một đầu óc nhạy bén và có tố chất của nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi thì con giáp này cũng hay tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu và lắng nghe những ý kiến trái chiều. Và khi bước vào tháng 12 này thì người tuổi Dần đã được sao tốt chiếu mệnh nên đường tài vận vượng hơn, thấy rất rõ ràng. Và con giáp này nếu làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Với những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời, tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn thăng tiến. Họ được thần tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, với những vận may tới tấp gõ cửa. Còn những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, có thêm dự án để thể hiện tài năng của mình. Và trong những thời gian này thì người tuổi Dần nên tập trung phát huy thế mạnh của mình thay vì lấn sân sang những lĩnh vực không phải thế mạnh của chính mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai đó là con giáp người tuổi Mão. Với những người cầm tinh con mèo là người sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa, họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ là con giáp sống lạc quan và luôn luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Và điều này đã khiến cho tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này là người giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Khi bắt đầu vào tháng 12 dương lịch thì người cầm tinh con mèo sẽ là người có sự thay đổi lớn trên con đường sự nghiệp. Họ sẽ chuyển sang làm việc ở một môi trường mới hoặc dấn thân vào lĩnh vực mà họ yêu thích. Còn người đang thất nghiệp thì chắc chắn sẽ sớm tìm được những công việc phù hợp nhất với mình. Không những thế mà con giáp người tuổi Mão còn có dấu hiệu đào hoa gõ cửa. Họ sẽ thu hoạch kép cả sự nghiệp, tình duyên và ngày càng tự tin hơn trong cuộc sống. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba đó là con giáp người tuổi Sửu. Với người tuổi Sửu thì là người cần cù, chịu khó và rất có trách nhiệm trong công việc. Họ khá khiêm tốn, không thích bóng bẩy và khoa trương. Họ là con giáp cần mẫn, làm việc gì hoặc mục tiêu đã đề ra trước đó thì bạn cố gắng hoàn thành. Ngay cả khi gặp khó khăn thì người tuổi Sửu cũng thể hiện sự kiên trì, bền bỉ chứ không nản lòng hoặc nhụt chí. Với những sự cố gắng, sự nỗ lực của họ đã tạo một nền tảng cho sự thăng tiến trên con đường sự nghiệp. Và khi bắt đầu vào tháng 12 thì người tuổi Sửu luôn luôn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến một tầng cao mới. Nếu người làm kinh doanh thì con giáp này cũng thuộc con giáp buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày càng nhiều. Họ làm không hết việc, con đường thu nhập tăng cao, có thể giúp đỡ cho rất nhiều người có được cuộc sống sung túc như mình. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư đó là con giáp người tuổi Ngọ. Với những người tuổi Ngọ là người có tính cách tự do, không thích bị ràng buộc bởi tiền tài danh vọng. Họ là con giáp luôn luôn chủ động, không bao giờ thích ứng, nằm im một chỗ hay sống đời vô ích. Với bản mệnh là có những ước mơ riêng của mình và không ngừng theo đuổi chúng. Với người tuổi Ngọ có thể tập trung hết mức, không để những việc xung quanh làm ảnh hưởng đến tâm trí của mình. Và theo tử vi dự báo rằng khi bước sang tháng 12 thì con giáp này là con giáp có cát tinh soi chiếu nên vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ. Người tuổi Ngọ là người đón nhận những bước ngoặt mới trong cuộc sống, không cần phải lo lắng nhiều về chuyện cơm ăn và áo mặc. Sự nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nhiều và bản mệnh chỉ cần dùng thái độ tốt,
sẵn sàng tiếp thu cái mới, khắc phục những khuyết điểm của bản thân thì những cơ hội thành công ngày một lớn. Còn các khoản thu nhập chính thì khá khả quan, nhìn chung cuối năm sẽ là thời gian bạn tập trung thu hoạch những thành quả mà quá trình chăm chỉ và nỗ lực của bạn từ trước đó. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.